Sáng nay 29 tháng 3, Ban dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội nghị triển khai đề án một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Đề án số 04 ngày 31 tháng 12 năm 2012 của Ban thư vụ Thành ủy. Đến dự có vụ trưởng, trưởng cơ quan thường trực Ban dân vận Trung ương tại Đà Nẵng, Đỗ Thịnh. Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh, trưởng ban dân vận thành ủy Lê Văn Trung, phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, bà đại tá Trần Hồng Quế, phó chính ủy Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển hay. Phong trào thi đua dân vận khéo được ban dân vận trung ương phát động thực hiện vào năm 2009 trên phạm vi cả nước. Qua hơn 12 năm triển khai trên địa bàn thành phố, phong trào đã đạt được những kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các cấp các ngành, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, hội quần chúng đã có những cách làm linh hoạt, đa dạng, triển khai nhiều mô hình dân vận khéo, thích hợp ở từng địa bàn, từng đối tượng để vận động, thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên, nhân dân, đoàn kết tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, theo thông kê, có gần 700 mô hình dân vận khéo trên địa bàn thành phố, trên các lĩnh vực trong đó có nhiều mô hình được duy trì thực hiện qua nhiều năm. Tại hội nghị, ban dân vận thành ủy đã triển khai những nội dung cơ bản của đề án số 04, trong đó chú trọng việc phát động xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố. Thông tin chi tiết về hội nghị sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình thời sự tối nay.